đơn giản là miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Bây giờ bệnh nhiều lắm quý vị, là do ăn nhiều đó. Thời xưa khó khăn, có đồ ăn, ít bệnh. Bây giờ đầy đủ quá, ăn cho cố vô đi, bệnh cho nhiều. Bệnh toàn là bệnh ca không. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Cái lòng mình nó muốn nhiều, nó lo nhiều. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ. Làm nhiều thì khổ nhiều. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao mà không tự tại. Như vậy thì tất cả đều do mình sanh sự, thì sự nó mới sanh. Dù đục dù trong là con sông vẫn chảy. Dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành, cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tự nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Đó là định lý mà. Gieo gì thì gặt đó. Định lý là gì? Nó là bất di bất dịch. Nó là đương nhiên. Giống như khi quý vị đâm đầu vào tường vậy đó, thì cái độ cao của khối u á, nó tỷ lệ thuận với độ ngu khối óc. Càng ngu thì đâm càng mạnh, mà càng mạnh thì cái độ nó càng cao. Nó đơn giản vậy thôi. Nó là một cái định lý quy lực. Nhân nào thì quả, quả nấy. Cho nên người ta nói là ông bà mình dạy là khéo ăn thì no, khéo co thì ẩm. Cũng vậy, cái chữ tu cũng phải khéo quý vị. Cái người mà khéo tu thì bớt khổ, mà giỏi tu thì hết khổ, mà dở tu thì than khổ. Cho nên tu cũng phải rành mỗi cách tu quý vị. Tu mà không khéo thì khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lị, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn mù. Cho nên nó không phải tu là dễ đâu. Tu phải rình có cái bệnh là gì? Mình không cảm nhận được những cái hạnh phúc mình đang có, mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Mình cứ nhìn cái bên kia là thấy hạnh phúc không? Mình nhìn cái bên ngoài hạnh phúc không? Mà trong cái đó mình đang có cái hạnh phúc rất là tuyệt vời mà mình không thấy. Cho nên bây giờ mình phải chuyển đổi hoàn cảnh. Mình phải thức tỉnh để chuyển đổi hoàn cảnh. Ngày xưa ai mạ lị mắng nhiếc mình buồn, bây giờ ngược lại, gặp người mạ lị chớ phiền. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu mình nói hoài, đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, chiếm hữu. Nhưng mà đạo dạy người chỉ một chữ, chữ buông. Hay à, một chữ thôi. Mỗi ngày con tập chữ buông. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Buông cho nó khỏe người ơi. Buông cho lòng dạ thảnh thơi, nhẹ nhàng. Hồi xưa thì mình buông cái buồn, cái khổ, mà giữ lại cái vui, cái sướng. Sợ mất lắm, vui sướng sướng. Nhưng mà bây giờ đạo Phật dạy là phải buông luôn. Bởi vì sao quý vị biết không? Bởi vì sao? Ai trả lời đúng? Bởi vì là Phật dạy là có vui thì sẽ có buồn, quy luật. Có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tại không. Như vậy thì mình thấy rõ, hãy có vui thì sẽ có buồn, hãy có sướng thì có khổ. Mình phải chấp nhận cái quy luật nó như vậy. Cho nên bây giờ là tập buông luôn cái buồn và buông luôn cái vui. Có nghĩa là không dính mắc đó. Vui thì cứ vui, nhưng mà đừng có để bụng, đừng có dính mắc. Bởi vì dính mắc rồi sẽ buồn. Gieo gì thì gặt đó. Chúng ta chỉ cảm nhận như vậy thôi, chứ không có được sự chọn lựa. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách, sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Lúc bây giờ chúng ta cảm thấy an lạc. Cho dù nghiệp nào đến mình cũng vui vẻ hết, thì mình không còn sợ cái khổ đau nữa. Chứ bây giờ nói mình đi né mấy cái khổ đau còn đủ mệt.
vào chùa lại Phật cầu khẩn vãng sinh cho con được hưởng cái thiện nghiệp, đừng bao giờ có ác nghiệp đến, làm sao được? Thì báo cho quý vị biết Phật có bốn điều không làm được. Thứ nhất là nhân quả không thể thay đổi, Phật cũng có khả năng mà thay đổi cái nhân quả. Thứ hai là cái trí tuệ không thể cho. Mình muốn có trí tuệ thì mình phải học Phật pháp rồi. Chứ bây giờ mình đến mình xin Đức Phật cho mình trí tuệ, Đức Phật mà cho được thì quý vị khỏi cần đi học, nằm ở nhà ăn no vô mùng ngủ cho đã, Phật cho liền. Thấy Phật sẵn sàng sẵn lòng, đúng không? Theo quý vị Đức Phật cái gì mình không cho, nhưng mà có điều là không cho được cái trí tuệ để mà nhận biết cái thế gian này, không cho được. Ngài mà nhận thức cái bản chất thế gian là vô thường, khổ vô ngã, Ngài đâu có đau khổ. Còn mình quá ư là đau, than thân trách phận đủ điều. Cái câu mà chúng tôi nói là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Tại sao vậy? Vì mình đã biết đạo, mà Phật dạy là nhân quả, phải không? Gieo gì thì gặt đó. Chúng ta thừa hưởng cái nghiệp của mình. Thì đời trước á, nghiệp thiện mình cũng có gieo, nhưng mà nghiệp ác thì mình cũng có trồng. Nghiệp thiện cũng có trồng, nghiệp ác cũng có gieo. Thì tất nhiên đời này cái quả ăn vui cũng có, mà đau khổ cũng có, phải không nè? Nhưng ngược lại mình lại không chịu cái quả đau khổ. Đó, cái mâu thuẫn ở cái chỗ là mình không chịu cái quả đau khổ, mà mình chỉ muốn cái gì? Quả ăn vui thôi. Mà theo lực nhân quả được không? Quý vị trồng cây cam rồi cũng trồng cây ớt, thì tất nhiên đời sau sinh ra cam cũng có, ớt cũng có chứ. Đời hướng cam không thì điều này nó có phi lý không? Rất là phi lý. Đời trước thì cũng có đến chùa Phước Điền tụng kinh niệm Phật, nhưng mà ra khỏi chùa cũng chửi người này người nọ. Thì tất nhiên, thấy không nè, tất nhiên đời sau sinh ra cái phước mà đi chùa tụng kinh niệm Phật thì ăn vui, nhưng mà lâu lâu cũng khùng đó, chửi người này người nọ thì cũng phải đau khổ chứ. Cho nên đây là chúng tôi muốn quý vị là hiểu rằng là ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Nghiệp thiện cũng trả, mà nghiệp ác cũng trả, chứ không phải mình chỉ trả nghiệp ác, nghiệp thiện cũng trả đâu. Mình một là mình vui thì vui ngất, mà khi buồn thì buồn hiu. Mình mà thích thì ưa sắm đủ điều, đến khi mà chê chán thì bỏ liều như chơi. Mình là cái dạng một là thái quá, đắm say thái quá. Còn hai là buồn chán thái quá. Thương ai thì muốn nhìn, muốn ngắm, muốn nói chuyện, nhưng mà ghét là cái bản mặt mình không nhìn tới. Mình là cái dạng người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng dư. Chứ mình ghét người ta rồi đừng nói chi, thật sự ra nhìn thấy mặt, nghe cái tên ta cũng thấy ghét. Mà cái tên nó không dính dáng gì hết, nhưng mà mỗi lần mình nghe tới cái tên của người đó cái mình không thích. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải thiết lập mình có một cái đời sống chừng mực. Đời sống chừng mực là sao? Là một cái đời sống quân bình. Người ta nói đường đời hai nẻo ngược xuôi, ai đi đường giữa cắt đuôi khổ sầu. Con đường giữa đây là con đường trung đạo, tức là không quá lợi dưỡng và không quá khổ hạnh. Có nghĩa là không có quá thương, không có quá ghét. Bởi vì quan niệm của chúng tôi rằng là quá thân thuộc á sẽ thành nhàm chán, mà quá yêu thương á sẽ có lúc đau buồn, mà quá quan tâm á sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm á sẽ có lúc nhạt nhòa. Cho nên bây giờ dứt khoát là mình không có để thái quá, tránh ngay cái chữ thái quá, mà phải tu ngay cái chữ khéo. Khéo là ở đây có lẽ là mình chừng mực, ở mức độ nào đó chừng mực. Vì vậy mà chúng tôi khuyên với quý vị là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Mà khi mình không còn buồn chuyện trái ngang nữa thì mình mới một chút nào đó mình mới thấy thảnh thơi an lạc, mình đúng là con Phật. Chứ tối ngày mình cứ buồn chuyện trái ngang hoài, mình buồn cho cuộc đời thay trắng đổi đen, mình giận cho cái người phản bội mình, tối ngày cái nhiêu đó, rồi trách rồi móc rồi than rồi giảng riết, rồi cái con người mình nó không có được gọi là giản dị, mà nó trở nên phức tạp. Phức tạp dữ lắm. Nếu không tin quý vị về phản tỉnh lại xem mình coi, bản thân mình rất là phức tạp. Phức tạp đến mức độ mà chính mình cũng không hiểu được mình. Cho nên bây giờ chúng ta phải từ bỏ cái đời sống phức tạp đó,
mà phải quay về